Và lúc này đây, Awafina Việt Nam International Fashion Week xin được chào đón ca sĩ Đức Tuấn. Chào đón ca sĩ Kayo Yok và ca sĩ Chu Uyên Nhi. Chúng tôi xin được chào đón nữ đạo diễn Á hậu Hoàng My. Xin được chào đón nhà thiết kế Hoàng Quy. Xin được chào đón Á hậu Coco Thùy Dung.
tôi xin được chào đón stylist Trần Đạt. Và lúc này đây, Awafina Việt Nam International Fashion Week xin được chào đón ca sĩ Đức Tuấn. Xin chào đón ca sĩ Kheo Dốc và ca sĩ Chu Uyên Nhi. Chúng tôi xin được chào đón nữ đạo diễn Á hậu Hoàng My. Xin được chào đón nhà thiết kế Hoàng Quyên. Cũng tới một thiết kế của nhà thiết kế Hoàng Ngân Hà, chúng tôi xin được chào đón diễn viên Thùy Dương.